Xin chào các bạn, chúng mình gặp lại nhau trong video mới tuần này và chào mừng các bạn đến với tập đầu tiên của một cái series chuyên review về những mỹ phẩm, đặc biệt là mỹ phẩm make up. Và tên của cái series này là gì thì mình cũng chưa nghĩ ra. Bởi vì là mình đang muốn nghĩ ra một cái tên nào đó mà nó không đụng hàng bất kỳ ai cả mà nó mang đặc trưng cái tính cách của mình. Thế mà vẫn chưa nghĩ ra các bạn, nên tạm gọi cái demo của cái series này nó sẽ là Test and Try đi ha. Thực ra thì cái dạng video mà review mỹ phẩm và thử sản phẩm như thế này thì mình đã làm rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà trước giờ thì mình luôn luôn để nó những cái mục nhỏ nhỏ và những cái video riêng lẻ, chứ mình không cho nó vào một cái dạng series thống nhất. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay là mình sẽ chăm chỉ lên những cái video review về mỹ phẩm, đặc biệt là mỹ phẩm make up, niềm đam mê của mình. Để mở hàng cho cái series này thì đây chính là một brand mà đã được các bạn yêu cầu rất là nhiều. Hầu như trong tất cả những cái video làm về mỹ phẩm make up nào của mình thì đây cũng là cái brand mà các bạn yêu cầu mình nhiều vô cùng nhiều. Và đặc biệt là brand này có một cái mức giá vô cùng rẻ, và nếu như mình nhớ không nhầm thì tất cả những sản phẩm mình có ở đây không có một sản phẩm nào trên 100.000 nha các bạn. Wow. Và brand này của chúng mình có tên là Focalure. Mình không biết là mình có đọc đúng không, là bởi vì mình cũng hạn chế lên trên YouTube để mình xem các bạn khác review về cái brand này. Thực ra thì cái brand này được các bạn review rất là nhiều, nhưng mà mình không xem là vì mình không muốn bị ảnh hưởng ý kiến. Vậy nên là mình cũng không biết là cái tên này đọc chính xác là gì, bởi vì cái brand này ấy thì là brand của Trung Quốc, thế nhưng mà tên của nó hình như là tiếng Anh thì phải. Thế nhưng mà khi mà mình search ý nghĩa của từ này thì mình lại không tìm ra được nghĩa của từ này là gì cả. Vậy nên là mình cũng không biết là đọc như thế nào. Chúng mình đã tạm gọi nó là Focalure nha các bạn. Nếu như mà mình đọc sai thì xin lỗi brand nhá. Ok, những sản phẩm ngày hôm nay mà chúng mình có thì sẽ là một hộp concealer, 5 thỏi son chất velvet, thêm một hộp phấn má hồng, một cái nhũ mắt, chỉ kẻ mày, có hai bước kẻ mắt nha các bạn. Như các bạn thấy là ở trên mặt của mình ngày hôm nay thì đã có sẵn một lớp kem nền rồi, bởi vì sản phẩm ngày hôm nay của chúng mình thì sẽ không có kem nền. Vậy nên là mình sẽ nhảy trực tiếp vào cái phần concealer. Kem nền thế nhưng mà chưa phủ phấn nhá các bạn, để dành cho concealer. Đây là sản phẩm của chúng mình này các bạn. Thực ra thì cái này người ta gọi tên là concealer thôi, nhưng nó có một cái tên chính xác hơn cho cái bảng này, đấy chính là Color Corrector, tức là nó sẽ điều chỉnh những cái sắc màu ở trên da của chúng mình. Các bạn sẽ thấy là nó có khá là nhiều tông màu khác nhau. Ví dụ như là màu xanh này thì sẽ để điều chỉnh những cái vùng da mà chúng mình bị đỏ, ví dụ như là vùng khóe mũi này. Dùng cái màu xanh này thì nó sẽ làm điều chỉnh và cân bằng cái màu đỏ đó. Tiếp theo là với những cái ô như kiểu là màu hơi ngả vàng một chút, màu hơi hồng hồng cũng như là hơi nâu nâu thì nó sẽ để làm sáng cái vùng da, cũng như để highlight và concealer để che khuyết điểm nữa. Tùy thuộc vào cái sắc da các bạn mà lựa chọn cái màu nhá. Đấy, nói chung thì là mình thấy cái này gọi là concealer thì nó cũng hơi thiếu, thì gọi nó là color corrector thì chính xác hơn nha các bạn. Và cái từ khoan xin lỗi các bạn, khi mà mình đóng cái hộp này xuống thì mình hơi bất ngờ một tí. Các bạn nghe tiếng nhá, các bạn nghe tiếng nó rất là chắc chắn đúng không, nghe cái packaging nó rất là xịn sò đúng không, và là một hãng của Trung Quốc. Thế nhưng mà các bạn nhìn thấy là cái packaging của hãng này thì nó sẽ nghiêng sang cái kiểu hàng drugstore của Mỹ hơn, chứ nó không giống là của một cái brand đến từ Trung Quốc. Và bất ngờ hơn này chính là cái hộp concealer này nó có giá 41.000 thôi. 41.000 một hộp concealer này, thế nhưng mà cái packaging trông nó cực kỳ chắc chắn luôn. Và wow. Tiên thì là mình sẽ sử dụng một chút màu xanh này, bôi một chút lên trên cái vùng khóe mũi của mình. Cả mặt mình có mỗi cái vùng khóe mũi là nó hay bị đỏ thôi. Tiếp theo đó thì là mình sẽ lấy một chút cái tông màu ở gần cuối này, nó hơi kiểu sang màu kem nền đó các bạn. Mà đúng là màu kem nền mà. Màu hơi sáng nhá, che vào cái vùng tàn nhang của mình. Và mình sẽ mix thêm một chút cái màu nâu nâu này nữa để trồng lên trên, làm cho cái màu hồi nãy nó đỡ trắng hơn. Tiếp theo đó thì là mình sẽ lấy cái ô đầu tiên nó có hơi một chút ngả vàng ấy, thì cái này nó sẽ có tác dụng là che cái quầng thâm mắt của chúng mình, nó làm cho quầng thâm mắt của mình sáng lên một chút nha. Lâu lắm rồi mình mới dùng color corrector các bạn, thế nên là cũng ngựa dùng cái cọ để chét chét chứ mà khi là mình lấy tay luôn á các bạn. Và sau đó thì lấy cái miếng bông mút để tán ra này, cuối cùng vẫn phải về với tay các bạn ạ. Mình thấy là khi mà mình apply những cái dạng color corrector hay là những cái concealer mà nó ở trong dạng kem đặc như thế này ấy, thì mình thích apply bằng tay hơn, bởi vì tay nó sẽ có độ ấm và nó sẽ làm cho kem nó mềm hơn, tán nó dễ hơn nữa các bạn. Ok, đánh giá về cái concealer này thì mình sẽ cho nó khoảng 7/10. Lý do vì sao mà mình lại trừ đi 3 điểm là bởi vì cái chất của những cái dạng concealer mà dạng kem đặc như này thì nó sẽ rất là dày nha các bạn. Vậy nên là khi mà chúng mình tán ấy sẽ rất là kiểu hơi khó để cho cái việc là tán làm sao cho nó mịn được da. Thế nhưng mà khi mà chúng mình điều chỉnh được cái lượng kem ở trên mặt ấy, tán đều bằng ngón tay trước để cho kem nó mềm ra, chúng mình tán ra thì nó sẽ dễ dàng hơn. Và mặc dù là cái chất kem ấy thì nó khá là dày, thế nhưng mà cái khả năng che khuyết điểm của nó cũng không phải là quá cao. Nó sẽ phù hợp đối với những bạn nào có khuyết điểm từ trung bình cho đến thấp thôi nha. Những bạn nào mà có nhiều khuyết điểm, ví dụ như là khuyết điểm đậm màu như là những cái tàn nhang trên mặt mình ấy, thì nó sẽ che phủ ở tầm 80% thôi. Nó vẫn còn nhìn thấy lờ mờ những vết tàn nhang của mình ở đây. Ưu điểm của concealer này đấy chính là nó rất là rẻ. Nó chỉ có
41.000 thôi mà chúng mình có đến tận 5 ô màu để có thể giải quyết được những cái vấn đề không đều màu ở trên da của chúng mình. Thì nói chung đây sẽ là một sản phẩm mà mình nghĩ là những bạn nào mà có khuyết điểm ít ở trên gương mặt ấy thì đây là cái sản phẩm mà các bạn có thể mua. Cái sự che khuyết điểm của nó tuy là không mạnh mẽ thế nhưng mà nó sẽ có tác dụng khá là tốt trong cái việc làm đều màu da nha các bạn. Sản phẩm tiếp theo thì chúng mình sẽ sử dụng đến cái má hồng này, và má hồng này đang bán trên Shopee với giá 66.000. Và đây thì là một sản phẩm má hồng được quảng cáo là rất bền màu và lâu trôi. Đây sẽ là cái màu má hồng mà chúng mình có các bạn này. Màu sắc nó rất là đậm và các bạn hy vọng là khi mà lên má thì nó không quá pigment để làm cho má mình nó quá hồng. Và mình rất là sợ đánh má hồng quá tay á các bạn. Không rơi phấn nhưng mà cái màu hồng nó bám ở trên chổi nhiều không các bạn? Lại trở lại phần là đừng quá hồng nhá. Hồng quá. Trời ơi. Pigment quá. Pigment. Chết rồi, lỡ tay rồi. Lỡ rồi, lỡ nốt hai bên đi ha, cho đều. Tăng 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 tăng. Thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Xong thật rồi. Hồng quá anh em ơi. Mình thề với các bạn là mình nhúng đúng một phát cái chổi vào trong cái phấn thôi mà nó hồng. Wow, sâu hồng. Wow. Ăn này bao giờ mới xong. Thế nên là lưu ý cho các bạn là khi mà chúng mình dùng cái má hồng này nhá, chấm ít phấn thôi, chấm một ít xong rồi chúng mình hãy dặm ra tay bớt này để cho cái màu hồng nó đỡ đi một tí rồi chúng mình mới chấm nhẹ lên trên má. Chứ làm như mình thì là toang rồi, toang rồi, toang rồi. Đã rất là hồng rồi nhưng mà đánh này còn không đều nữa. Wow, xinh quá. Thôi được rồi, mình đã chót đánh cái má hồng như này rồi, quyết định mình sẽ đổi style makeup ngày hôm nay. Vốn dĩ là trong đầu mình đã định hình một cái style makeup khác rồi, thế nhưng mà vì cái má hồng này nó quá hồng đi, nó không hợp với cái kiểu makeup mà mình định làm ngày hôm nay nữa, thế nên là mình sẽ đổi style các bạn. Đổi thôi, đổi nhá. Phải đổi chứ, đổi thôi. Ok, nào đánh giá về cái phần má hồng này thì mình sẽ cho nó 9 điểm. 9 điểm là bởi vì sao? Rất là pigment. Mình thường đánh giá những cái mỹ phẩm trang điểm nó có thật sự là hữu dụng hay là nó có dễ để dùng hay không nhờ vào cái việc là nó có thật sự là bám màu, ăn màu hay không. Thì cái này nó làm được cái việc đó, rất là bám màu, rất là ăn màu, siêu 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 pigmented luôn. Thế nhưng mà với cái nhu cầu sử dụng của mình ấy, thì mình không thường xuyên đánh má hồng nhiều các bạn. Mình đánh thì cũng chỉ phớt phớt nhẹ nhẹ thôi, chứ mình chẳng mấy khi mà mình đánh đậm như này đâu. Thế nên là với mình thì cái sự pigment này ấy, nó cũng không thật sự là quá cần thiết. Thế nhưng mà cái này cũng được thêm một điểm nữa, đấy chính là cái chất phấn lên trên mặt ấy, thì nó khá là mịn và rất là dễ tán nha các bạn. Và nếu như mình nhớ không nhầm thì cái hộp má hồng này thì ở trên Shopee có bán thêm một số những cái màu khác nữa, thì chúng mình có thể tham khảo những cái màu đấy với những cái màu hồng nhạt hơn nha các bạn. Nói chung thì là với cái hộp phần má hồng như này mà với cái giá là 66.000 thôi thì xứng đáng để mua nha các bạn, rất là ok đấy. Tiếp theo thì chúng mình sẽ đến với lông mày, thì đây chính là cây chì kẻ lông mày nha các bạn. Và nó sẽ có một đầu là đầu cọ này, cộng với cái đầu này nó sẽ là đầu chổi của chúng mình. Và cách để sử dụng thì chúng mình sẽ gạt nó lên như này nha các bạn, và khi mà không dùng nữa thì kéo nó xuống. Đây sẽ là cái thanh để điều chỉnh này các bạn này. Đấy, cái màu này nó là màu đen mà nó hơi ghi ghi á các bạn. Nó khá là hợp với cái lông mày của mình, nó matching với màu tóc của mình luôn. Tóc mình thì rất là đen, thế nên là sử dụng màu lông mày màu đen ghi là hợp lý nha các bạn. Do thì lông mày của mình cũng khá là nhiều rồi, nó chỉ hơi bị hụt một chút màu cái phần đuôi thôi. Mình sẽ điểm vào chỗ. Wow, rất là đậm màu luôn, rất là ăn màu luôn nha các bạn. Gạch nét nào ra nét đó luôn. Được đấy, cái kẻ lông mày được đấy các bạn ạ. Mà cái nét rất là đều luôn nha các bạn, không hề bị bết luôn. Các bạn nhìn thấy cái phần đuôi này không hề bị bết luôn. Cái màu nó đẹp lắm các bạn ạ. Các bạn thấy là cái màu của phần đuôi với cả màu phần đầu lông mày, mặc dù đầu lông mày mình chưa kẻ thế nào nhá, thế nhưng mà nó cực kỳ matching với cái màu lông mày của mình luôn. Với cả là cái chất của nó không bị bết mà kẻ dễ lắm các bạn ạ. Được, cái này được, rất được. Đánh giá về cái kẻ lông mày này thì mình sẽ cho 9.5/10. Xin phép trừ 0.5 điểm cho cái đầu cực chổi này thì nó hơi bị cứng một tí. Thế nhưng mà cũng không phải là vấn đề cho lắm đâu các bạn. Vì khi mà chúng mình chải thì chúng mình sẽ điều chỉnh cái lượng tay để cho nó nhẹ nhàng thôi đúng không? Chứ đừng có ấn mạnh quá hay tất nhiên nó sẽ không đau. Ấn mạnh quá hay tất nhiên nó sẽ đau rồi nha các bạn. Còn cái đầu chì này thì không có điểm gì để chê cả. Quá tuyệt vời, rất thích nha. Và với một cái giá 69.000. Vâng, 69.000. Lên màu rất là đậm, rất là đẹp. Và nó rất là đều nha, đặc biệt là nó không bị bết nha các bạn. Và với một cái giá là 69.000 mà chúng mình có được một cây chì kẻ lông mày, cũng khá nhiều sản phẩm, ngoài ra thì cái chất khá là ok, giá khá là rẻ thì quá tuyệt vời đấy còn gì nữa. Đây là một sản phẩm đáng để mua nha các bạn. Ok, tiếp theo thì chúng mình sẽ có hai cây bút kẻ mát, một cái là dạng đầu chì vặn lên như thế này,
các bạn sẽ nhìn thấy là cái đầu ngòi nó rất là nhỏ nha các bạn. Thêm một cái bút dạ nữa, và cả hai cái bút kẻ mắt này thì nó sẽ là màu đen, thế nhưng mà màu đen của nó không phải là đen nhánh đâu, mà nó kiểu hơi ngả sang một chút màu ghi ghi á các bạn. Thì kẻ mắt lên ý, nó sẽ không bị làm đen quá cái mắt của mình, mà nó sẽ mở rộng cái tròng mắt của mình ra và trông nó sẽ tự nhiên hơn là so với màu đen tuyền nha các bạn. Thế nhưng mà để mà trước khi thử được cái bút kẻ mắt này thì mình sẽ phải xin vài phút để trang điểm vùng mắt đã. Hôm nay thì chúng mình sẽ không có bảng phấn mắt nào cả, mặc dù đấy là đặc sản ở trên kênh của mình, thế nhưng đúng đặc sản không? Nói vậy hơi ngại, nhưng mà mình thấy là những cái video ngứa mũi nhỉ. Quên mất, trước khi mà đến với cái sản phẩm về kẻ mắt thì mình còn có đây một cây nhũ mắt nữa nha các bạn. Đây, một cây nhũ mắt như thế này. Cái nhũ của nó thì là màu trắng, nó là dạng đầu cọ như thế này nha các bạn. Thì mình sẽ sử dụng nó để đánh lên trên vùng đầu mắt này cũng như là vần bọng mắt của mình. Mình sẽ đánh nó vào ở giữa này. Wow, trời ơi sáng quá. Sau thì lấy tay để dặm đều nhũ ra vùng bầu mắt này. Cái nhũ của nó rất là nhỏ các bạn ạ, vậy nên là khi mà chúng mình tán ra bằng tay ấy, thì các bạn sẽ thấy là những cái hạt nhũ nó ở trên cái phần mắt nó rất là hòa quyện lại với nhau. Hỡi những con người nghiện nhũ, sản phẩm của chúng mình đây rồi. Rất là sáng nha các bạn này, lên trên cái vùng đầu mắt, vùng bọng mắt sáng không? Chấm một chút vào vùng đầu mũi để làm cái highlight chóp mũi cho nó sáng hơn và làm cái chóp mũi của mình nó đỡ bị tròn hơn. Wow. Xinh quá các bạn ơi. Ôi, cái nhũ này xinh quá. Đến với phần kẻ mắt này thì mình sẽ sử dụng cái cây chì kẻ mắt này để mình vẽ đường mí mắt ở bên trong. Mình thấy là cái đầu chì của cái cây này đấy thì nó rất là nhỏ, thế nên là mình sẽ sử dụng nó để vẽ cả mí trên luôn nha các bạn. Với những bạn nào mà mới tập make up và chưa quen với những sản phẩm make up ấy, thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng chì kẻ mắt nha các bạn. Bởi vì chì kẻ mắt nhất trong cái chất chì bao giờ nó cũng sẽ khô lâu hơn là so với những cái chất dạ hay là những cái chất khác. Thế nên là khi mà sử dụng những cây chì kẻ mắt này, nếu như mà kẻ có hỏng ở đâu hay là lỡ mà đâu to quá thì chúng mình có thể lấy ngay cái móng tay của chúng mình để chúng mình gạch mở đường như này, bởi vì cái chất nó chưa khô nhanh mà các bạn, thế nên là có thể từ từ mà chúng mình có thể sửa được. Còn với những cái dạng như là chất dạ ấy thì nó khô khá là nhanh, thế nên là sẽ không sửa đâu nha. Thế nên là đối với những bạn nào mà mới tập make up thì mình khuyên là các bạn nên sử dụng chất chì. Tiếp theo là với cái cây bút kẻ mắt dạ này thì mình sẽ sử dụng để vẽ một vài cái sợi lông mi giả ở dưới. Thật sự là vẽ lông mi giả ở dưới rất là khó luôn đấy các bạn. Thật sự với mình thấy khó, cái mực nó ra rất là đều đó các bạn. Có thể là bởi vì đây là bút mới. Nhận xét về hai cái cây bút kẻ mắt này thì mình thích cả hai. Vừa nãy là các bạn có thấy là mình có test một chút cái màu da phần tay của mình đúng không? Đây các bạn nhìn thấy này, nó không hề bị lem nha các bạn. Mặc dù là mình đã kỳ cọ này, nó không bị lem một tí nào. Tất nhiên là nếu như mà mí mắt bạn nào có dầu ấy thì chúng mình cũng phải cẩn thận hơn một chút, bởi vì mí mắt có dầu thì nó sẽ dễ trôi hơn là những mí mắt mà không có dầu nha các bạn. Thế nhưng mà nói chung là về cái độ không phai không lem như thế này mình thấy là rất là ok rồi với hai cái bút kẻ mắt. Nhắc lại một lần nữa, giá rất là rẻ. Và ngoài ra thì là với cái chất của hai cái dạng chì cũng như là dạng dạ này thì cả hai cái lên màu rất là đều, rất là đẹp nha các bạn. Tất nhiên một phần cũng là vì bút mới nữa, thì đây là nó không bị thiếu màu và lên màu rất là đều. Thế nhưng mà mình thấy là cái lượng lên màu ấy rất là vừa phải, nó không bị đen quá, nhất là đối với những cái bút nào mà mới mở ra thì nó sẽ bị đen quá và nhiều mực đúng không? Thế nhưng mà cái ngòi mực của nó ấy ra rất là đều và nó không làm cho cái nét bút của chúng mình kẻ nó sẽ bị lệch duyệt hai cái bút kẻ mắt này nha các bạn. Và cuối cùng thì chúng mình sẽ đến với năm thỏi son. Thì cả năm thỏi son này đều có chất son là Velvet, có tên là Super Velvet. Và trên Shopee thì thỏi son này có bán với giá là 89.000 nha các bạn. Packaging của thỏi son khá là xinh đấy chứ các bạn. Nó là một cái màu trắng cộng với cái nắp là màu hơi nút nút cam cam một tí. Cái chất của cái vỏ son này thì nó là dạng vỏ lì á các bạn. Thì khá là xinh, khá là đơn giản mà trông kiểu nó thanh lịch, tinh tế nha các bạn. Nó không kiểu cầu kỳ màu sắc quá. Và đây sẽ là phần cọ son này các bạn này, giống với những cái cọ son bình thường khác thôi. Màu son đầu tiên mà mình thử thì sẽ là màu 302 nha các bạn. Với màu son 302 này thì mình thấy đây sẽ là một cái màu son mà kiểu tông đỏ đất nha các bạn. Màu đỏ thì sẽ khá là nhiều, tuy nhiên là cũng sẽ có thêm một chút tông đất để làm cho cái màu son của chúng mình trầm hơn. Và cái màu son này đánh lên thì trông nó rất là nổi bật các bạn, đặc biệt là đi kèm với cái chất nó khá là dày nữa, thế nên là quẹt một phát thôi đã nhìn thấy cái màu nó rất là đậm rồi á các bạn. Và mình thấy nó khá hợp với những bạn mà hay để mặt mộc hay là chúng mình trang điểm nhẹ thì chúng mình có thể đánh một lớp mỏng rồi chúng mình có thể bạc đều ra thì cái môi nó có một cái màu hồng đỏ đỏ hơi phớt phớt một tí, tuy nhiên nó không bị chói quá nha các bạn. Mình thấy màu này ok này, màu này được, nhưng mà nó không hợp với cái trang điểm mắt của mình ngày hôm nay là đúng không? Thế nên chúng mình sẽ chuyển sang màu tiếp theo nhá. Màu tiếp theo thì chúng mình sẽ có đấy chính là màu 405. Đây là một cái màu mà nó hơi có một chút cam, một chút hồng, cũng có một chút đỏ nữa. Khi mà chúng mình vừa đặt son lên trên môi thì các bạn sẽ thấy là rất là nhiều tông đỏ và nó hơi ra cái màu đỏ cháy, nó cũng không khác gì cái màu đầu tiên mình thử. Thế nhưng mà khi mà tán đều ra nhá thì các bạn sẽ nhìn rõ cái màu hồng và màu cam hơn. Wow,
màu nền xinh các bạn. Màu này có vẻ hợp với cái mặt của mình ngày hôm nay này. Và cái chất son của nó thì so với thỏi đầu tiên thì cũng không có gì thay đổi nha các bạn. Chất son khá là dày và nó có thể che phủ được cái khuyết điểm ở trên môi của chúng mình. Wow, đúng là cái tên là Super Velvet ở khác, thế nên là các bạn nhìn lên trên môi của mình cảm thấy nó rất là velvet đúng không các bạn? Nó rất là kiểu vừa mịn vừa lì á các bạn. Được, ok, cái màu này xinh. Màu tiếp theo là màu 402 nha các bạn. Và cái màu son này thì nó sẽ là màu đỏ đất. Và màu đất sẽ thiên nhiều hơn sang màu đỏ nha các bạn. Khi mà các bạn bạn môi như này này, xong rồi các bạn di cái môi nhá, các bạn sẽ thấy là cái chất son nó rất là trơn và rất là mượt luôn ý. Thế nhưng mà khi mà chúng mình đánh lên trên môi này thì chúng mình sẽ không nhìn thấy được cái sự nhung nhung của cái chất velvet. Nói chung là hai cảm giác khác nhau nha các bạn. Thế nhưng mà cái chất son này thì mình đánh giá là cũng rất là ok nha các bạn. Khi mà nhìn lên trên môi mình thì các bạn sẽ thấy là nó hơi nghiêng sang cái màu nâu kiểu chocolate đúng không? Thế nhưng mà không nhá, nó có một chút sắc đỏ ở bên trong và nó sẽ làm tươi cái mặt mình lên. Và mình thấy cái màu son này cũng hợp với makeup mắt của mình ngày hôm nay các bạn ạ. Thế rốt cuộc là mình nên chọn màu son nào? Màu này xinh, màu này cũng xinh bởi vì trông nó kiểu hơi ngầu ngầu ấy. Tiếp theo là với màu 403. Màu 402 vẫn em mình thử thì nó là màu đỏ đất nghiêng sang tông đất. Thế nhưng mà màu 403 này thì sẽ là màu cam đất cũng nghiêng sang tông đất luôn. Hai cái sắc nó khác nhau nha các bạn. Và lên hiệu ứng ở trên môi thì mình thấy là cả hai màu đều đẹp và trông nó đều ngầu á các bạn. Rất là xinh luôn. Và tất nhiên thì là cái màu son này cũng sẽ rất là kén trang điểm nha các bạn. Mình nghĩ là nó sẽ hợp với những kiểu trang điểm mà mắt khó ấy, cộng với cái đôi môi mà kiểu nó mọng mọng, nó dày dày ấy, thì nó sẽ nổi bật lên cái đôi môi cũng như là cái mắt, cộng với cái làm cho gương mặt của mình nó hơi tây tây, nhìn nó kiểu tây tây một tí. Tây thật chứ không phải Tây Nguyên nhá. Còn với những kiểu trang điểm như là Hàn Quốc hay là kiểu nó nhẹ nhàng ấy thì mình nghĩ là cái màu son này nó không thực sự là phù hợp quá đâu nhá. Nói chung đây sẽ là màu son không phải dễ đánh lắm, nhưng mà nếu mà da bạn đánh đẹp cái màu son này thì đảm bảo màu này cực kỳ đẹp luôn. Chất chơi. Màu son cuối cùng sẽ là 501. Màu 501 thì sẽ là màu hồng vỏ đỗ nha các bạn. Thế nhưng mà nó hơi trầm một tí bởi vì trong này có một chút sắc đất nha. Vậy nên đây sẽ là màu son mà mình thấy là nó phù hợp với rất là nhiều kiểu trang điểm. Và màu này cũng rất là dễ đánh nha các bạn. Không hề kén màu da, không kén tông da cũng như là không kén trang điểm luôn. Nếu như bạn nào đang tìm một thỏi son mà dạng là sự lựa chọn an toàn ấy thì mình thấy đây, cái màu 501 sẽ là cái màu son mà các bạn nên sử dụng nha. Ok, gặp lại các bạn sau khi mà mình đã chỉnh trang lại mái tóc và đánh lại màu son mình yêu thích. Đây là màu son 402 nha các bạn. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần tổng kết. Tuy là trong video ngày hôm nay chúng mình không thử quá những sản phẩm, thế nhưng mà cá nhân mình là mình cũng đã nhặt được một số sản phẩm mà mình rất là thích. Đầu tiên thì phải kể đến đấy chính là cây kẻ lông mày này. Nó sẽ cho các bạn một cái đôi lông mày trông nó rất là tự nhiên cũng như là màu sắc lên nó rất là đều đặn và hài hòa. Ngoài ra thì tất nhiên là cả cái nhũ này nữa. Cái nhũ này mình nhận ra là nó không chỉ phù hợp để đánh mỗi cái vùng mắt đâu mà nó còn có thể để dùng làm highlight nữa. Ví dụ là cho mũi này, các bạn có thấy là cho mũi của mình rất là sáng và trông nó rất là nổi bật đúng không? Ngoài ra thì cũng có thể sử dụng đánh ở trên vùng nhân trung nữa để làm cho cái nhân trung của chúng mình nổi bật hơn và làm cho cái màu son của mình thêm bắt mắt hơn. Đó là hai cái sản phẩm mà mình rất là thích. Còn về năm thỏi son này thì đánh giá về cái chất son nhá, thì ở đây chúng mình sẽ có 3 màu son là 302, 405 và 501, là 3 cái chất son giống nhau. Tuy nhiên là sao với cái chất 402 và 403 thì đây là hai cái màu đậm nhất trong 5 màu. Và hai cái màu này nó là tông trầm, thế nên là cái chất son nó sẽ có sự thay đổi khác nha các bạn. Ba cái thỏi son này nó sẽ hoàn toàn là chất velvet luôn, thế nhưng mà sang hai cái thỏi này thì nó sẽ hơi có độ bóng một tí. Tuy nhiên là chỉ sau 1 đến 2 phút thôi thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ mịn và nó sẽ lì lại. Và đối với những cái màu tông trầm như này, vậy nên là người ta sẽ làm cho nó có độ bóng để cho cái màu nó lên được đều hơn, nên đó là chuyện rất là dễ hiểu nha các bạn. Màu son thì nó có thể giữ được ở trên môi từ 5 đến 6 tiếng. Nếu như mà chúng mình không ăn uống bất kỳ những cái gì liên quan đến dầu mỡ thì cái màu nó vẫn sẽ y nguyên như cái lúc mà chúng mình apply màu son. Thế nhưng mà sau khoảng tầm 5 đến 6 tiếng thì các bạn sẽ thấy là màu son nó sẽ nhạt dần nha các bạn. Và tất nhiên là nếu như chúng mình ăn với dầu mỡ thì tất nhiên là màu nó sẽ không còn nha. Ngoài ra thì có hai cái điểm nữa mà mình rất khen và rất thích ở cái dòng son này, đấy chính là cái packaging. Trông nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là tinh tế, nó rất là đơn giản, nó phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi và nhìn nó không bị màu mè quá, nó không bị loè loẹt quá. Nói chung là nhìn nó rất là đơn giản và mình khá là thích những thiết kế đơn giản như thế này, cũng như là cầm nó rất đầm tay nữa. Thứ hai thì đấy chính là cái mùi hương ở trong son, nó hoàn toàn không có một tí mùi nào nha các bạn. Không có một tí mùi nào hết, cảm giác cực kỳ dễ chịu ở trên môi. Và túm gọn lại nhá, thì với một dòng son mà nó cái giá rất là hợp lý, nó chỉ khoảng 90.000 thôi, thì mình thấy đây là một dòng son xứng đáng để mua và nó quá là hợp lý đi nha các bạn. Với những cái sản phẩm còn lại thì với má hồng, thực ra thì mình nó là một kiểu cảm giác vừa yêu vừa ghét ấy các bạn. Vừa thích là bởi vì cái màu của nó lên rất là pigment, thế nhưng mà cũng không thích là bởi vì nó pigment quá. Mình nghĩ là không phải chỉ riêng mình đâu mà là đôi khi con người ai cũng sẽ có một chút mâu thuẫn như vậy đấy các bạn. Thì nói chung đây là một phấn má hồng giá thành hợp lý, chất lượng ok và cái màu sắc cũng rất là đẹp. Chỉ là khi mà chúng mình sử dụng nhá, hãy kiềm chế cũng như là hãy điều chỉnh cái độ mạnh nhẹ cái tay của chúng mình để chấm màu ít thôi thì màu nó sẽ lên được đẹp hơn nha các bạn. Và tiếp theo thì là với cái concealer này thì nói thật là mình không đánh giá quá cao nha các bạn. Mình sử dụng cái concealer này tính đến bây giờ là khoảng được gần 2 tiếng rồi, thì mình thấy là bắt đầu trên da những cái vùng mà mình sử dụng cái concealer này nó có một chút không được mịn như là cái lúc mà mình vừa mới apply nữa rồi. Thế nên là mình nghĩ là cái này thì nó không thực sự là phù hợp cho mình lắm, nhất là đối với
với làn da mà đang ở tuổi 31, nó hơi bị lão hóa, nó không có nhiều sức sống như bạn trẻ 18-20 nữa. Đó, tuy nhiên là mình thấy nó rất là tiện lợi, có rất là nhiều ô màu, điều chỉnh mọi sắc màu trên da của chúng mình, làm cho da của chúng mình đều màu hơn nha các bạn. Ngoài ra thì với hai cây bút kẻ mắt này thì cũng là hai cây bút mà mình thấy duyệt. Duyệt là bởi vì cái màu đen của nó không có quá đen. Mình thường kẻ mắt là mình không kẻ màu đen, là mình chỉ có kẻ màu nâu hoặc là màu nâu ghi, những cái màu mà nó thiên thiên tự nhiên hơn một tí. Thế nhưng mà cái màu đen của hai cái này thì nó không bị đen tuyền, và kẻ lên trông nó rất là nhẹ nhàng, cũng như là mắt của mình trông nó sắc sảo hơn. Và thêm một điểm mà mình cũng phải khen ở hai cái bút kẻ mắt này nữa, đấy chính là độ bám màu và độ chống trôi, chống phai rất là tốt nha các bạn. Nếu như mà mí mắt của các bạn không phải là dạng mí mắt quá là dầu thì mình đảm bảo với các bạn luôn là hai cái bút kẻ mắt này nó có thể giữ được ở trên mắt các bạn một khoảng thời gian vô cùng dài nha các bạn, có thể là cả ngày luôn ạ. Ok, đó là tất cả những review chi tiết của mình về những sản phẩm mà mình có tại đây của thương hiệu Focalure. Ok, và hy vọng là qua cái video này chúng mình sẽ có thêm được một số gợi ý về những sản phẩm make up tiếp theo mà chúng mình muốn mua với giá thành hợp lý hơn, và cái chất lượng cũng khá là ok nha các bạn. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hãy nhớ ấn like cho video, ấn subscribe kênh của mình, nhấn chuông bên cạnh để thông báo mỗi khi mình ra video mới, và cái Instagram follow nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye. Sao không ra vậy? Càng đẩy nó ra thì nó lại càng thụt vào hết. Đừng để tao phải dùng đến răng nhá. Đông gọi kiểu gì mà sao nó chắc vậy à rồi? Focalure.